Các bạn thân mến, ngày hôm nay Cực Bắc TV với lại em Feng Feng Vlog. Em Feng Feng là chủ kênh Feng Feng Vlog ạ mọi người ạ. Thì hai anh em đang có mặt ở trên đường đi lên thôn Hạ Thành của xã Phương Độ, thành phố Hà Giang. Đấy, hôm nay thì là hai anh em đi mỗi người một xe mọi người. Đấy, xe em Feng Feng thì đang đi phía trước kia. Hai anh em là đang lên trên thôn Hạ Thành, hôm nay đến nhà của thổ địa du lịch. Đó, hai anh em sẽ lên đó và đón anh Hoàng Nam cũng như là Cực Bắc TV sẽ cùng với anh Hoàng Nam và em Feng Feng đấy, đập hộp chiếc camera mới. Chiếc camera DJI Action 2. Một chiếc camera mà Cực Bắc TV cũng nói như thế nào nhỉ, nói là cũng mong chờ đấy, cũng muốn có từ lâu rồi. Đường lên thôn Hạ Thành này, cái đường này cũng là cái đường đi lên cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. Cửa khẩu mà nằm ở cái xã Thanh Thủy ấy. Cửa khẩu quốc tế nhé mọi người nhé. Đấy, cửa khẩu quốc tế duy nhất của Hà Giang. Đấy, giao thương với lại Trung Quốc. Còn ở Hà Giang ấy thì để mà nói là cửa khẩu ấy, những cái cửa khẩu tiểu ngạch thì cũng nhiều lắm. Như là ở chỗ em Hân ấy, chỗ có Cực Bắc TV đang sống ấy, thì cũng có cái cửa khẩu Phố Bảng, nhiều người hay gọi là Phó Bảng, hoặc là ở đối diện cái hẻm vực Tu Sản á, đối diện với lại cái đèo Má Pì Lèng thì có cửa khẩu Sampun, đấy, Xính Cái. Đấy là những cái cửa khẩu tiểu ngạch mà em biết, còn những cái con đường mòn lối mở ấy, ở trên dọc biên giới Việt Nam và Trung Quốc của trên địa bàn tỉnh Hà Giang thì cũng rất nhiều lắm đấy. Còn bây giờ nhé, mời mọi người chúng ta cùng nhau di chuyển lên thôn Hạ Thành. Đó, thôn Hạ Thành là một cái thôn mà nó rất là hữu tình. Đấy, khung cảnh nó còn rất mộc mạc và làng quê lắm nhé mọi người nhé. Hôm nay thì lúc lên đây thì là buổi tối rồi nên là có thể là những cái hình ảnh ở đây nó cũng không được rõ nét, cũng không phản ánh hết được cái thực tế, những cái đẹp của cái thôn Hạ Thành. Đấy. Em thì là lần đầu tiên đến đây thôi. Đi theo em Feng Feng, em mới xin nhan rồi thì là sẽ theo em mới vào thôi. Đến đầu làng thì có một cái biển là homestay. Cái dịch vụ homestay thì là một cái dịch vụ mà phục vụ du lịch khá là đặc trưng của Hà Giang cũng như là Tây Bắc nhé mọi người nhé. Đấy, đây là đồng quê homestay này. Đây, trước mặt Cực Bắc TV bây giờ là những cái thửa ruộng bậc thang. Đấy, trời hơi tối nên là như lúc trước em nói là không thể chia sẻ đến mọi người những cái hình ảnh chân thực nhất về cái cảnh phong cảnh ở cái thôn này. Đó. Thì là một cái thôn mà đa số là người Tày nhé mọi người ạ. Đó, đây là đa số là người Tày. Nhà văn hóa thôn Hạ Thành. Đây, trang trí điện đèn rất là đẹp. Ở đây là hầu hết như là nhà sàn đó. Thấy xe anh Nam đây rồi. Đây 30686. Xe của anh Hoàng Nam. Như đầu video giới thiệu ấy, thì là hôm nay là Cực Bắc TV với lại em Feng Feng và anh Hoàng Nam sẽ bóc siêu bóc tem đấy, chiếc camera DJI Action 2.
Còn đây là đời 2 là một cuộc cách mạng luôn. Vâng. Nó thay vì là một cái body ở trên một cái thân máy, nó lại tách làm đôi. Đấy, nó rất là cơ động và nó có những cái phụ kiện kiểu để dây đeo ở ngực này. Rồi mình có thể gắn ở nó là nam châm ấy, có thể gắn rất là hay luôn, thú vị luôn. Đây. Đấy. Nên vật chính ra đây ngồi. À, Hân ấy đi, em móng tay dài em tách ra phát là được luôn. Tách đúng không? Gắn được mà. Lên móng tay ấy. Đấy, nhiều khi mình không hỏi những cái người thanh niên tại sao hay nuôi ngón tay ở ngón út ấy. Dạ. Em phèo phèo nuôi anh xem nào. Có tất cả bàn mà. À sạch sẽ luôn. À đây. Đấy, có móng tay mà không dùng. Đây phèo phèo dài cả bàn luôn. Và cái này không bóc được bằng này. Đấy em chỉ ấy vào cái điểm G của nó ấy. Đây, đúng không? Lấy móng tay móc vào điểm G. Móc. Anh Lam dùng từ rất là trừu tượng các bạn ạ. Đấy. Rất cực kỳ trừu tượng. Mình có thể anh Nam nói là có thể nói chuyện với Phèo Phèo nhá, nhưng mà bây giờ chưa hiểu đâu, tối về ngủ tự nhiên thức giấc nó bắt đầu mới hiểu được cái việc đấy là anh ấy nói cho mình như nào. Em mới đến ngoài điểm G đây này. Đâu điểm G đây này, em điểm nhạy cảm đâu, em móc vào những cái chỗ đây này. Đâu, em lấy móng tay em móc vào chỗ này đấy, những cái khe ấy. Chỗ nào có khe. Đây khe này này. Đây khe này là ok nhất rồi đấy. Ai móng tay dài móng. Đây để em. Chả lẽ ba thanh niên này lại chịu thua. Đấy. Đấy. Đây em móc tiếp đi. Lần đầu tiên được cầm một chiếc camera mà từng mơ. Cái này đây. Đây đây. À đây. Wow. Run nhỉ. Đây là phụ kiện anh nhỉ? Ừ. Đặt đây xem. Cáp sạc. Đây là những đây cái dây. À dây đeo cổ. À đây anh. Đây cái dây này, còn đây là cái phụ kiện lắp vào cái dây. Thử nhá. Vâng. À đây dây, đây dây luôn. Đây đeo cổ này. Dây vàng. Cho cái đấy vào trong áo. Cái này hả? Cho vào trong áo. Không, anh cứ đeo ở cổ nhưng không. cho cái đen đen vào trong áo. Đấy là cách dùng của nó. Đây cho trong áo này à? Đấy, xong không, rồi. Xong rồi. À. Không, đây. Dính cái này vào. Đấy, các camera nó dính vào. Móc vào nha. Đấy là cách dùng của nó. Đây cho trong áo này à? Đấy, xong rồi. Không, đây. Không, đây. Dính cái này vào. Đấy, các camera nó dính vào. Móc vào nha. Hồi hộp nhờ. Đây ví dụ thử đây. Anh Nam dính triệu view lên người em nào. Đấy. Cái cách sử dụng của nó là như thế. Vậy là cái dây này đeo vào cổ, sau đó là cho vào trong áo cái này. Nó sẽ cố định được ấy. Nếu mà em mà đeo cái dây ra ngoài thì nó ngoài máy nó sẽ lung lắc. Rung lắc. Bụng dạng hơi to. Nhưng mà vận động mạnh thì hơi không được an toàn cho lắm. Vận động mạnh sợ nó rơi bởi vì nó dùng từ tính mà đúng không? Đúng rồi. Cái này là em muốn đây là như kiểu cái pin thêm ấy. Đấy cái pin em muốn lấy thêm thì là nó sẽ hiệu ứng của nó là đấy. Ôi. Cục này sẽ là thẻ nhớ này. Còn nếu mà bộ nhớ trong của con này là được ít lắm, không quay được nhiều đâu nhá. Nhưng mà cái cục này không chống nước được. Nếu mà anh ngâm xuống nước anh chỉ còn dùng cái cục bé, cái cục trên này thôi. Cục trên đúng không? Đấy nó hơi oai oăm một chút là như thế. Tức là tức là cái này như kiểu cái ấy thêm đúng không? Vừa pin. Thêm được pin, vừa thêm được thẻ nhớ, dung lượng. Đúng rồi, nhưng lại không chống nước. Đó, còn muốn chống nước thì tháo ra. Em thử bật cho em nào. Thử nhá. Cái này phải sử dụng điện thoại để anh tiếp rồi. Phải cài đặt đúng không? Bằng điện thoại. Và dùng cái app của DJI. DJI Mino này. Thôi anh em là đã được bóc siêu bóc tem rồi. Chút nữa bây giờ là rửa máy thôi. Đi rửa máy. Nước đâu để rửa. Cho xuống suối luôn. Đây còn cái chân này là chắc là để gắn vào cái ngàm mà những cái gậy ấy. Gậy ấy. Cái gậy thì lúc đấy thì em lại không dùng đến cái này nữa. Không, vẫn dùng cả cục đấy được. Cả cục này á? Cả cục đấy được để nó thêm nguồn của pin ấy. Ví dụ như này á? Đó, đúng rồi. Đấy. Nó còn dính vào đâu? Phun của nó như thế. À đây. Đấy. Mình một bộ của nó là như này.
chắc không. Đây là bản một màn hình nhé, có bản hai màn hình nữa. À, hai màn hình, một màn hình nữa. Xoay ra đằng trước này đúng không? Đúng rồi, đây là bản một màn hình. Đấy, yeah. Quay luôn trường nét lắm này. Cameraman. Nhìn quay đêm cũng màu cũng được anh. Ừ, tí ông phải thử cái camera này quay một vòng xong rồi cho khán giả xem luôn chất lượng hình ảnh. Chúng ta sẽ dùng cái máy này quay đúng không? À. Quay dùng cái máy mới. Đấy, món quà mà anh Hoàng Nam dạy tặng cho Cực Bắc TV đấy. Mọi người nhá, chút nữa sẽ Cực Bắc TV sẽ dùng chiếc camera này quay review quanh chỗ nhà anh Hải thổ địa. Đấy, review cho mọi người thấy cái khung cảnh ở đây. À, giờ thì là đây mấy anh em nhá, bắt đầu rửa. Bây giờ là đến tiết mục rửa camera mọi người ạ. Đấy, ngay tại homestay của anh Hải thổ địa du lịch. Bữa rửa camera quá hoành tráng. Đấy. Có khi giá trị của bữa này hơn cả camera. Uầy. Cá nướng à anh Hải ơi. Ừ. Món này thì là món xôi nếp xôi ngũ sắc rồi đúng không anh? Cái này xôi ngũ sắc, cái điều đặc biệt cái hạt xôi này tức là từ gạo mà bà con ở đây trồng á, người ta trồng là 5 tháng lận á, người ta lặt từng cái bông lúa một á, tức không phải gặt từng lượng á. Đó. Nếp hái. Nếp hái á, chứ không phải là nếp mà gặt hàng loạt á. Còn đến cái thôn Hạ Thành thì đặc biệt là cái món gỏi cá bỗng này là cá bỗng á. Ừ. Như Hoàng Nam có chia sẻ thì nó rất giống cái loài cá ở Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Cá thần đấy đúng không? Đúng rồi, giống thôi, không biết là còn có thật hay không, cũng chưa biết. Thì đó. Còn thế, theo anh Nam thì đúng phải cá thần không? Ở về hình dạng, về hai loài cá này thì mình nghĩ rằng là đúng là một đấy. Vâng. Đấy, bởi vì là chúng đều có cái kích thước rất là to, màu sắc và hình dáng là y hệt nhau. Bởi vì nhưng mà cái cá ở Cẩm Thủy, Cẩm Lương, Cẩm Thủy thì là chưa được ăn bao giờ thì cũng không biết và cũng không dám ăn luôn. Kể cả người ta có mổ ra có đưa cho mình để thử cũng không dám thử. Nhưng mà ở đây thì không phải cái vùng đất đấy thì mình mới dám thử. Do đó thì để mà khẳng định hai con là một thì cũng chưa chắc được, cũng chưa dám khẳng định luôn. Chỉ là mình nghĩ thế thôi. Đây, món này này. Đây là đặc sản vịt thôn Hạ Thành. À, vịt bầu. Làng đúng không? Vịt bầu, tức là cái con vịt mà nó đi sẹ như con vịt bầu á. Đúng rồi. Thì đó. Đặc sản thôn Hạ Thành đấy. Món này là em nghe rồi và hôm nay cũng rất vui là được rửa camera mới của Cực Bắc TV nên là cũng được thưởng thức rồi. Nhưng mà cái món này thì không thể bỏ qua nữa, đó là món rượu ngô. Đó, anh em nhâm ly là rượu ngô. Đang cái rửa đấy. Đang quay rồi anh. Cái còn, rửa đâu? Cái rửa đây nhưng mà đang còn hộp thôi. Náo đổ vào. Mới đổ rồi đấy. Rượu. Chúc sức khỏe nhá. Chúc Cực Bắc TV khi mà đón nhận cái món quà đó từ Hoàng Nam sẽ sản xuất ra được nhiều video và sản xuất ra được nhiều người nhá. Vâng, em cảm ơn. Đấy. Mời tất cả mọi người dùng bữa nhá. Video này của Cực Bắc TV cũng xin được phép kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo trên kênh YouTube Cực Bắc TV. Yeah, xin chào.